Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Hình dung ra một ngày của tôi. Tôi chỉ cần kể một ngày là đã đủ. Không cần phải kể thêm những ngày khác. Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào. Một ngày như mọi ngày như người ta vẫn nói và vì thế cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu mãi về sau này tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại người ta gọi nó là sự ổn định một công việc có thể sắp đặt trước một sự nghiệp có thể tính toán trước là niềm ao ước của rất nhiều người nhiều quốc gia tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một đất nước. Nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế, về chỉ số tăng trưởng tình cảm của bản thân, thì điều đó có khi lại chán ngắt. Sẽ thật kỳ cục nếu như bạn tin chắc rằng một tháng nữa bạn sẽ bắt đầu yêu. Ba tháng sau, bạn sẽ đang yêu ít thôi. Sáu tháng sau, bạn sẽ yêu nhiều hơn. Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân. Thật xích sao, như một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính, liệu bạn có bảo hòa về cảm xúc hay không? Khi nói về cảm xúc, có lẽ không thể không gắn nó với tính cách của từng người người lạc quan bảo rằng ổn định cái điều mà người bi quan cho là đơn điệu cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi kẻ thì bảo êm đềm người thì cho vô vị biết làm thế nào quả thật hai vợ chồng mà sống với nhau êm đềm quá không khéo lại giống sự êm đềm giữa hai người hàng xóm lành tính và người quá khích lại có dịp bô bô lên rằng êm đềm không hề bà con gì với hạnh phúc biết nói làm sao nhưng ôi thôi Tôi lại nói chuyện lúc tôi đã là người lớn mất rồi Lại nói chuyện vợ chồng cấm kỵ vô đây nữa Tôi sẽ quay lại chủ đề của cuốn sách này Quay lại ngay đây Tức là nói cái chuyện tôi hồi 8 tuổi Chuyện tôi sắp kể ra đây Khổ thay cũng lại liên quan đến chuyện vợ chồng Nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái may đây chỉ là trò chơi vợ chồng thôi cái trò mà đứa trẻ nào bằng tuổi tôi cũng rất thích chơi mặc dù khi lớn lên thì chúng rất dè chừng tôi và con tí súng cạnh nhà tôi là một cặp tôi là chồng con tí súng là vợ con tí súng không đẹp đẽ gì người đen nhẽm tóc xoăn tít vì suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng đã thế lại súng răng nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận nó làm vợ tôi chỉ vì nó thích tôi tôi bảo gì nó cũng nghe trầm rấp thật lòng tôi thích con tuấn hơn vì con tuấn xinh gái nhất sớm lại có lúm đồng tiền nhưng tôi không cưới con tuấn bởi tôi thấy nó cứ hay cặp kè với thằng hải cò sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Và tôi đùng đùng cưới con tí xuống, theo kiểu người lớn hay nói, cưới người yêu mình chứ không cưới người mình yêu. Nhất là khi người mình yêu lại không có vẻ gì yêu mình. Tôi cưới con tí xuống chừng 5 phút thì lập tức đẻ liền một lúc hai đứa con, thằng Hải Cò và con Tuấn. Ghét hai đứa nó thì bắt chúng làm con vậy thôi chứ thằng hải cò lớn hơn tôi một tuổi. Hải cò đâu? Tôi kêu lớn. Dạ, ba gọi con. Hải cò lon ton chạy tới. Tôi ra oai. Rót cho ba miếng nước. Thấy con tuẩn che miệng cười khúc khích. Hải cò đâm bướng. Con đang học bài. Giờ này mà học bài hả? Tôi quát ầm đồ lêu lỏng. Hải cò đưa tay, ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ. Học bài là lêu lỏng. Chứ gì nữa. Không học bài làm bài gì hết. Con ngoan là phải chạy nhảy, trèo cây, tắm sông, đánh lộn. Hải cò không ngờ vớ được một ông bố điên điên như thế. Cười toét miệng. Ý, vậy con đi đánh lộn đây. Nói xong, nó co giò chạy mất. Nhưng tôi không giận nó. Tôi đang khoái chí. Tôi tình cờ phát hiện ra cách làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Tốn! Tôi hét. Dạ, rót nước hả ba? Tôi cười khẩy. <laughs> Mày đừng làm ra vẻ tao đây thông minh. Tao hết khác rồi. Tôi nói như chút giận. Tao là tao chúa ghét mấy đứa con nít thông minh. Tức là mấy đứa học bài nhoáng một cái là thuộc vanh vách. Hừm, Làm như hay lắm. Con tuấn không biết tôi muốn gì. Thấy tôi quát rồi bọt mép. Nó sợ rung. Dạ, con không thông minh. Con là đứa ngu đần. Tôi hả hê. <laughs> Vậy con mới đúng là con ngoan của ba. Tôi móc túi lấy ra một cây kẹo bé tẹo còn sót lại từ hôm qua. Đây, ba thưởng cho con. Con Tuấn ngơ ngác cầm lấy cây kẹo Không hiểu tại sao Ngu mà được thưởng Nên không dám ăn Tôi đang tính bảo con Tuấn, Ăn đi con Thì thằng hải cò từ bên ngoài sòng sọc chạy vô Miệng thở hổn hển Làm như vừa đánh nhau thật Con đi đánh lộn về đó hả con Tôi âu yếm hỏi Dạ Hải cò phấn khởi Con quýnh một lúc mười đứa luôn đó ba Con thiệt là ngoan Tôi khen và đưa mắt nhìn hải cò từ đầu tới chân. Thế quần áo của con... Vẫn không sao ba à. Hải cò hớn hở khoe. Con đập dâu với tụi nó mà quần áo vẫn lành lặn, thẳng thớm. Đồ khốn! Tôi quát lớn, không cho hải cò nói hết câu. Đánh nhau mà không rách áo, chày chân, bầm mặt mà cũng gọi là đánh nhau hả? Sự giận dữ bất ngờ của tôi Làm hải còn nghẹt mặt một lúc Nó chẳng biết phản ứng thế nào Ngoài việc ấp à ấp úng Dạ Dạ Ủa, ủa... Dạ dạ ủa, ủa cái gì Con thiệt là đứa hư hỏng Con làm ba xấu hổ đến chết mất thôi Còn tí xuống vợ tôi Bắt đầu cảm thấy hoang mang Trước lối dạy con của tôi Ông à Con nó biết giữ gìn như thế là tốt rồi bà thì biết cái gì? Tôi nạt con tí xuống. Nước miếng bay vèo vèo, may mà không trúng mặt nó. Đánh nhau chứ có phải đi dự tiệc đâu. Đánh nhau mà quần áo sạch sẽ thế kia, thì có nhục cho tổ tiên không kia chứ? Tôi đấm ngực binh binh. Ôi, chẳng thà nó chém tôi một dao cho rồi. Con ơi là con, mày ra đây mày giết ba mày đi con. Thấy tôi tru tréo ghê quá, con tí xuống nín khe. Trong khi thằng hải cò cười hi hí, hí, thì con tủn mặt đực ra như bị thằng làng ị trúng mặt. Nó không biết làm gì với cây kẹo trên tay. Rằng nên nhét vào túi áo hay bỏ vào miệng. Trong mặt nó hết sức lo lắng. Có lẽ vì nó hoàn toàn không biết được hành động nào mới không bị ông bố gàn dở kia liệt vào loại hư hỏng hay tệ hơn là làm nhục tổ tiên. Tụi bạn tôi chỉ ngạc nhiên hôm đầu tiên. Rồi như bất cứ một đứa trẻ chân chính nào, tụi nó nhanh chóng cảm nhận được sự thú vị của trò chơi tuyệt vời đó. Hôm sau, đến lượt thằng Hải Cò và con Tuấn đóng vai ba mẹ. Tôi và con Tí xuống làm con. Tối hôm trước, Hải Cò chắc thao thức suốt đêm chờ trời sáng. Sáng ra tôi thấy mắt nó đỏ kè. Nếu hôm đó không phải là ngày chủ nhật, có lẽ hải cò sẽ bị sự nôn nóng đốt thành than trước khi cả bọn đi học về. Thằng cu mồi đâu? Hải cò oan oan, giọng rất chi là hào hứng. Cu mồi là tên ở nhà của tôi. Ba mẹ tôi gọi tôi như thế có lẽ do tôi sinh năm mùi. Dạ. Tôi ứng tiếng thưa. Con đem tập vở ra đây cho ba xem nào tôi lôi cuốn tập nhét trong lưng quần hồi hộp đưa cho hải cò bụng cố đoán xem nó định dạy dỗ tôi như thế nào lật lật vài trang hải cò hét ầm cú môi tôi lấm lét nhìn nó dạ hải cò đập tay xuống bàn một cái rầm <laughs> con học hành cách sao mà tập vỡ trắng tinh như thế hả tôi chưa kịp đáp nó thẳng tay ném cuốn tập qua cửa sổ, gầm gừ. Học với chẳng hành, mày giữ gìn tập vỡ sạch sẽ như thế này. Mày không sợ thầy cô bảo ba mẹ mày không biết dạy con hả? Thằng kia! Tôi bị mắng như tát nước vào mặt, mà ruột nở từng khúc. Tôi không ngờ Hải Cò là một ông bố tuyệt vời đến thế. Tôi hân hoan nhận lỗi. Thưa ba, lần này con trót dại Lần sau con không dám giữ gìn tập vở kỹ lưỡng như vậy nữa. Tôi nói và đảo mắt nhìn quanh. Thấy đằng góc già, con tuổn và con tí xuống đưa tay bụng miệng cố nén cười. Cái con nhóc súng răng kia, cười cái gì? Hải cò lừ mắt nhìn con tí xuống. Mày nấu cơm xong chưa mà đứng đó nhe răng súng ra cười hả? Con tí xuống lễ phép. Dạ, con đã dọn cơm rồi. Mời ba mẹ và anh hai ăn cơm mày có điên không vậy con hãy cò giơ hai tay lên trời đến giờ cơm là ngồi vô ăn chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm như vậy hiểu chưa dạ chưa hiểu con tí xuống thật thà chứ kẻ có giáo dục thì đến giờ cơm họ làm gì hả ba họ đi chơi chứ làm gì hãy cò khoa tay như một diễn giả họ đi bơi họ chơi bia họ câu cá họ chơi rượt bắt hoặc đánh nhau. Nói chung, họ có thể làm bất cứ chuyện gì để người khác phải đợi cơm. Trừ cái chuyện hết sức vô văn hóa là ngồi vô bàn ăn. Con Tuấn tỉnh bơ đế vô. Bà còn nói đúng đó con. Chỉ có bọn hư hỏng mới ăn cơm đúng giờ thôi. Lúc đầu, tôi tưởng chỉ có mình tôi khoái cái trò điên điên này. Hóa ra, đứa nào cũng khoái. Trong bọn, con tí xuống là đứa hiền lành và chậm chạp nhất nhưng qua đến ngày thứ ba nó cũng kịp thích ứng với hoàn cảnh bằng cách chỉnh thằng hải cò ra trò khi tới lượt nó làm mẹ hai lần bốn là mấy dạ là tám con thí xuống không quát tháo ôm sờm như tôi và hải cò nhưng mặt nó trông thật thiểu não sao lại là tám hả con thật uổng công mẹ cho con ăn học hải cò chớp mắt chứ là mấy là mấy cũng được nhưng không phải là tám mẹ ơi theo bản cũ chương thì hai lần bốn là tám mày là con vẹt hả con bản cũ chương bảo gì mày nghe nấy là sao thế mày không có cái đầu à hãy cò sờ tay lên đầu hối hận con đúng là một đứa không có đầu óc lần sau con sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa dù đó là bản cũ chương hay thầy cô giáo con hứa với mẹ, con sẽ tự suy nghĩ bằng cái đầu của con. Câu nói của Hải Cò được coi như tuyên bố chung của cả bọn. Kết thúc một thời kỳ tâm tối, chỉ biết sống dựa vào sự bảo ban của người khác. Ôi, cuộc sống kể từ lúc đó mới thật đáng sống làm sao. Nhưng như người ta thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gan. Vào cái ngày Hải Cò mang bộ mặt ủ ê đến gặp tôi, Chúng tôi chợt nhận ra, cuộc sống vẫn xám xịt như thế, xưa nay một năm vẫn có tới bốn mùa đông. Mày sao thế? Mới bị ăn đòn à? Tôi tò mò hỏi. Ừ, vì cái tội dám bảo chỉ có đứa đần độn mới giữ gìn tập vỡ sạch sẽ. Con tí xuống xuất hiện với bộ mặt thảm sầu. Còn mình bị ba mình phạt vì khăn khăn ba lần năm không phải mười lăm. Còn Tuấn góp vào hai hàng nước mắt và tiếng thúc thích. Còn mình thì mặc cho ba mẹ kêu khản cả cổ. Mình nhất định không chạy về ăn trưa. Tôi lướt mắt nhìn ba đứa bạn, lặng lẽ thở dài. Tôi tập tành làm nhà cách mạng bé con. Chán nản khi không thay đổi được thế giới đã thế còn làm vạ lây cho người khác. Cho nên tôi không ủ ê, không thảm sầu, không thúc thích và rưng rưng hai hàng nước mắt. Nỗi đau của tôi lặn vào bên trong, nó sâu sắc hơn, ít nhất là bằng nỗi đau của ba đứa bạn cộng lại. Vì ngày hôm qua, tôi bị ăn đòn vì phạm cùng lúc cả ba cái tội trên kia. bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.